xin chào các bạn đến với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là sản phẩm là bộ nội y inox 5 đáy của Sun House. Thì bộ nội này thì Tết gần đến rồi, các bạn nên sắm sửa cho gia đình của mình nhé. Thì bộ nội này mình săn được với giá tầm khoảng 500.000 trên Shopee nha. Thì bạn nào quan tâm thì mình sẽ để link mô tả ở dưới. Đây là nồi bộ 3 nồi nhé, size 16, 20, 24 này. Đấy. Đây. Đây, bộ 3 nồi này. Nồi inox. 5 đáy siêu bền. Đây. Đây bây giờ mình sẽ mở hộp nhé. Tết gần đến rồi, các bạn nên sắm sửa cho gia đình mình bộ nồi mới đi. Đấy, nắp này. Đây như là kính các bạn. Kính này kính cường lực chắc chắn. Nắp màu vàng rất là đẹp. Hợp tạnh mình rồi. Đây. Rất cẩn thận nha các bạn, yên tâm. Nồi. Bộ ba nồi của mình. Thì đợt tới Shopee có siêu sale khuyến mãi, các bạn click vào link mình để phía bên dưới để săn khuyến mãi giảm giá nhé. Đẹp mới luôn. Còn gần Tết rồi, mình sẽ săn thêm rất là nhiều đồ dụng cụ gia đình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi nhé. Các bạn nào thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Đây các bạn, mình rất ưng màu này nhé, rất đẹp, nhìn rất sang và đẹp. Đây, thì trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn bộ nồi. Thì rất ưng nha các bạn. 500.000 được 3 nồi. Rất rẻ luôn. Các bạn nào mua thì nhấn vào link mô tả mình để bên dưới để mua nhé. Cảm ơn các bạn.